từng đàn chim tung cánh đón chào hoa tô mùa hè, nụ cười trên khóe môi muôn hoa nở cùng ta. Nào cùng chúng sinh bước hát lên khúc ca rộn ràng, kỳ bình minh hoan hỉ đón chào hoa tô mùa hè. Hồng phất phao cho thân tâm ta sáng ngời, đem yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Hồng phất phao để giác ngộ kiếp người, cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Hồng phất phao để yêu thương muôn loài, tàn trái từ bi không sát sanh từ đây. Hồng phất phao để tâm ta thanh tịnh, ta cùng nhau chào đón hoa tô mùa hè. Cô đến từ Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng á. Cô tên là Phạm Thị Hậu, cô đến từ thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Hôm nay cô ra đây thì cô cho hai cháu của cô học sinh cấp 2 đi ra dự khóa tu mùa hè. Mình tên là Phạm Văn Thức, đến từ Bãi Cháy, Hà Lan. Đây là con gái của chú. Hôm nay thì lần đầu tiên lên chùa. Hai cháu này là lần thứ hai, còn có hai cháu trước là được mấy khóa trước rồi. Một lần tu xong thì các cháu về sáu cái khóa tu mà được quý thầy dạy thì các cháu về tinh tấn hơn và lễ phép với ông bà bố mẹ và những người lớn tuổi là các cháu tinh tấn hơn nhiều và rất ngoan. Cảm ơn chùa Ba Vàng đã tạo điều kiện cho các cháu tu như thế này. Và cứ mỗi lần mà nhà chùa có khóa tu thì cô đều đăng ký cho các cháu đi tu. Có cô bạn hàng xóm, con cô đi mấy lần rồi, thì cũng lên đây thì mình tiện cho con mình đi cùng. Rất là yên tâm để cho con em mình được vào chùa tu học. Cô thấy ngoài Bắc mình á, có một cái nơi thế này là rất là quý. Có thầy Thích Trúc Thái Minh mà tạo điều kiện cho các cháu có một nơi mà ăn chơi tu học lành mạnh thì thật là quý vô cùng. Cô rất là hoan hỷ. Chắc chắn là yên tâm rồi, bởi vì là cũng đã đi rồi, đi chùa rồi nên là rất yên tâm luôn. Thứ nhất là học cho bản thân, học cách sống, học về cái đối nhân xử thế giữa gia đình và những người bạn cùng với mình. Về tu khóa tu thì học hỏi các thầy và học được nhiều kiến thức, và còn đi học phổ thông cho nó tốt, ăn ở về tôn giáo phong tục Việt Nam.